Xứ Nghệ ơi, em nhớ bữa trưa hè. Em thương anh về mân du xứ Nghệ. Răng tiếng quê mình khó học rửa anh ơi. Rô rã giữa ca muối mặn gừng cay. Cả nhà ở đây là cảnh rất đẹp này, để cho mấy anh em sẽ là quay MV là đi xem miến nhỉ, đúng không? Đây làm vlog luôn cả nhà nhé, nghĩ phải tranh thủ nhé. Đấy. Quay lưu lại hình ảnh đây. Bán một bộ bao nhiêu đây cô gái ơi, cô gái trung du. Đấy, mang cả trang phục đi này. Ở đây có rất là nhiều miến cả nhà nhé, của đồng bào quê hương. Đây là có khung cảnh là đình, là đền, là nhà. Bây giờ A Páo và anh em nghệ sĩ, ca sĩ sẽ quay cảnh ở trong này. Đấy. Cô gái và chàng trai sẽ đi, em đi cảnh là cùng nhau đi ở trong đền này. Dạ vâng. Đấy, cô gái trung du ở nhà nhé. Cầu duyên anh ạ. À, cầu duyên. À. Ô, ba anh em mình vào selfie một cái đi. Đúng rồi. Tranh thủ, ôi giời, tranh thủ, tí nữa. Em đứng bên này. Em đứng bên này, hai em đứng. Này, vào tranh thủ đó. Đứng bên này. Tranh thủ mình làm trước. Đi quay sau này. Này vào ba anh em nào. Đấy, một thêm ba. Ôi giời ơi. Đôi này đẹp thế nhỉ. Có khi quay MV xong về cưới nhau luôn cũng nên. Đấy, ôi giời ơi. Đấy. Có cô gái này đấy, vào MV này đấy. Quá đẹp luôn cả nhà nhé. Cô gái MC đẹp quá, không biết ăn gì mà đẹp thế. Có khi phải hỏi cô gái nhà ở đâu để đi đến hỏi vợ thôi. Đấy, khung cảnh rất đẹp cả nhà nhé. Bây giờ sẽ là cảnh quay ở trong đền. Ơi, em cứ chụp một kiểu anh chụp giúp em một kiểu. Đúng rồi. Rồi, mua ủng hộ các bạn một túi này, bánh đa này, đấy. Con chào các ba nhé. Đấy, các bạn là bán bánh đa. Đấy, các bà. Đây, không gian đền này. Đấy, rất đẹp luôn. Không, A Páo sẽ đứng trốn ở đâu đây? Phải ra hỏi đạo diễn là A Páo sẽ phải đi sau máy quay thì mới an toàn đúng không? Đấy, sau máy quay đấy. Mình cũng đứng sau mình quay, đấy. Đứng đây mình trốn, đây các bà ở phía bên này. Đây là đình gì nhỉ? Đình là Hùng Lô. Đình gì nhỉ? Đình làng cổ Hùng Lô. Đình làng cổ Hùng Lô. Hùng Lô. À, đình làng cổ Hùng Lô. Đình làng cổ rất cổ cả nhà này. Hùng Lô. Cổ nhất Phú Thọ. À, đây là các bà các ông đang chuẩn bị trong MV đấy. Đây sẽ là cảnh quay cô gái và chàng trai. Sau MV này đôi này sẽ về yêu nhau và lấy luôn. Đấy, làm vợ chồng luôn. Đấy, bây giờ đang bị đứng ở góc để chờ thôi. Đấy, đứng ở đây tao chuẩn bị đi nhá. Chờ anh chút nhá. Cảm ơn. Đang chuẩn bị quay này, đấy. Đôi bạn trẻ này. Đưa nhau về, đấy. Miền Trung Du. Ok nào. Đấy. Đi lên lên. Ta gọi em cô gái Trung Du. Mái tóc nghiêng buông lời hò hẹn. Về ngã ba sông trọn tình trao nhau, gửi lời thương, lời nhớ trọn đời. Mái tóc nghiêng buông lời hò hẹn về ngã ba sông trọn tình trao nhau để mà thương mà nhớ trọn đời.
Tuyệt vời. Vuốt tóc không? Mái tóc mà, mái tóc buông lời hò hẹn mà. Đấy, mái tóc buông lời hò hẹn đấy. Ôi, lần đầu tiên bị tỏ tình luôn. Ây giời, mới làm quen. Đôi bạn trẻ lần đầu tiên tỏ tình với nhau, à, cả nhà nhé. À, lần đầu tiên tỏ tình với nhau. Đấy. Bây giờ là đi xem hát xoan rồi. Con chào các cụ nhé. Con chào các cụ ạ. À, các cụ sẽ hỗ trợ là quay phim cho anh em ekip này. À, con chào các cụ nhé. Con xin phép là quay các cụ trong MV nhé. Đây là nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch ạ. Vâng. Anh Khánh ơi. Đây là cảnh quay của chàng trai cô gái đưa nhau về ở quê hương và nghe hát xoan, hát ghẹo ở quê hương, ở trong một ngôi đình rất là to, cổ nhất ở quê hương. Đấy. Thì ở đây thì cảnh quay thì sẽ do đạo diễn và anh em ekip là sẽ quay. Con chào ông ạ. Đấy, sẽ có kịch bản quay. Đấy, các bà là đang chuẩn bị chương trình là biểu diễn hát xoan, hát cõi. Hát ghẹo anh nhỉ. Hát xoan để gửi tới cho đôi bạn trẻ ở khung cảnh đây. Anh Khánh ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai bạn trẻ sẽ cùng bà đi lấy trang phục, nghệ nhân đi lấy trang phục để thay, để biểu diễn cùng các mẹ các bà luôn. Đấy, đấy thế là phải tập hát đấy nhá, tập hát xoan, hát ghẹo nhá. Đấy, đấy múa chân múa cả tay nữa. lần đầu tiên đôi bạn trẻ yêu nhau, giả vờ là thương nhau, đưa nhau đi hát xoan, sau đó lại về lại đưa nhau về quê hương. Đấy. Con chào các bà, các cụ. Đấy, con chào cả nhà. Đấy, các bà hát hay quá, con cũng muốn hát nhưng mà chưa tập hát. Đấy. Đấy, các bà đang chờ đợi này, đang chờ đợi các diễn viên của MV. Cả nhà, bà sẽ sang gặp cụ bà phía bên này để hỏi thăm một chút về hát xoan. Con chào các cụ ông, cụ bà. Ôi, nhưng mà cụ này trẻ này không phải cụ ở đây, cụ cái cụ trẻ thôi. Cho con hỏi cụ, cho con hỏi cụ là cụ tên gì ạ? Nguyễn Thị Lịch ạ. Cụ là Nguyễn Thị Lịch ạ. Chùm phường Hát. Dạ. Của phường Xoan An Thái. Vâng. Biết đây là nhà ca sĩ An Thái không ạ? À đúng rồi, tôi hay xem lắm ạ. Vâng, hôm nay là anh ấy về trọ mình nên là anh quần áo theo đạo diễn. Còn nếu mà trên truyền hình thì thường là anh ấy trong bộ quần áo người Mông ấy ạ. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Vâng, cho các cụ nghe một đoạn của bài Dắt ngựa xuống chợ gì đó đi. Ôi giời, thế là các cụ cũng biết là con à? Con xem liên tục, bà xem con liên tục. Ơi giời, con mặc bộ trang phục này con nhận ra không? Nhưng mà không nhận ra, bé trẻ quá. Nhưng mà trong khuôn mặt thì đang định đảo anh xuất hiện đâu rồi, chứ là mẹ nhìn giống giống thì hôm nào anh cũng bà cũng xem anh hát đi. Đấy là cụ vâng cũng xem kênh của con liên tục ạ. Thế là bây giờ cụ đang ở trên kênh con rồi. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Vâng ạ. Anh hát bài đây. Anh hát hay lắm. Thế con hát một đoạn để tặng các cụ nhé. Dạ vâng ạ. Đây, ôi rồi các cụ cũng biết kênh A Báo luôn. Ui da, thế các cụ thích nghe bài Say Say hay là nghe bài Tỉnh Tỉnh? Nghe bài Say Say hay hơn. Nghe bài Say Say. xuống chợ ăn thắng cô, xuống chợ uống rượu ngô, uống cho mày nè, uống cho tao, uống cho tiếng khèn vút lên cao, nào hay là đời, trời đất cuồng khoái, bát này lại bát nữa, hey, bát nữa lại bát này, uống đi thương đi như lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng khác họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây hậu trường. Đấy, các cụ là thấy rất là vinh dự bởi vì hôm nay có A Báo về mấy quê hương của Phú Thọ mình, một miền xoan ghẹo, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta hãy mong muốn rằng A Báo sẽ dành nhiều tình cảm cho Phú Thọ để mà truyền thông cho Phú Thọ quê hương của chúng ta với những câu xoan câu ghẹo, và sẽ đi vào trong huyền thoại cũng như là trong ký ức của những người dân cái thế hệ tiếp nối sau này nữa ạ. Bây giờ sẽ sang cụ bà để nghe cụ bà hát xoan. Cụ ơi, cụ tặng con với mọi người hát tặng con một đoạn được không? Bây giờ cụ là tôi là nghệ nhân nhân dân. Vâng. Năm nay 75 tuổi. Ôi dù, cụ 75 nhìn như 57 thế này. Vâng ạ. Rồi. Cụ trẻ quá. Cụ tặng con một đoạn bài hát xoan hát. Để sao xong cổ lại hát xong cái biên, đã nghĩ. Vâng. Thế cả nhà có bài nào cả nhà thì hát cùng cũng được. Hát cùng cũng vui nhỉ. Đấy. Mình hát lại chắc là tôi dính cái trống này. Thế cụ giữ trống. Bài ấy đi. Bài hát bài gì nó vui thế nhỉ? Hát bỏ bộ nhá. Này. Làm cái động tác của người dân. Dạ. Vâng, thế nhá anh nha. Dạ, vâng. Tôi chuyên trống này. Vâng, đây. Tranh thủ. Dạ.
Đây đây diễn viên đây, diễn viên giống như thịt nợ chí phèo đây. Đấy. Úi giời ơi. Nợ ơi phèo đây. Đây, nợ ơi đây. Ui giời. Nợ ơi, nợ này, nợ mà đẹp thế này. Rồi, đây phía bên này là ca sĩ Phương Thảo này. Đấy, đang ngồi chuẩn bị cho mình những cảnh quay sắc nét này. Đấy. Bà đang mặc cho diễn viên đóng thế đấy. Gọi là diễn viên trong cảnh phim Ấm Tình Quê Hương. Cặp đôi chính này. Đấy, A Páo chỉ là phụ thôi cả nhà nhé. A Páo chỉ là phụ thôi. Ô, chàng trai chạy đi đâu mất rồi. À, các bà cũng đang chờ đợi chàng trai cô gái. À, phía bên này thì là phía bên này có chàng trai đang quay cảnh này. Đấy, chàng trai. Em nhá, em bước ra cái em chợt nhìn cái ngạc nhiên nhá, xong rồi đơ một lúc cái xong rồi bắt đầu mới mỉm cười. À đơ một lúc đấy. Chứ không phải là ra phát cái nhìn phát cái cười là, okay, okay. À, cái là phải đơ đơ một lúc đã. Phải đơ đơ một lúc đã. Ờ nhìn theo kiểu ngạc nhiên là xã ô rồi. Nhìn thế mà mặc đồ xoa lên đẹp thế. Đẹp thế đấy, cô gái. Nào làm thử lại mà. Đấy. Đó như thế, kiểu ngạc nhiên như thế nhá. Đấy đúng rồi, đấy. Hậu trường cả nhà nhá. Cố gắng ngạc nhiên hơn thì càng tốt. Nào, chuẩn bị này. Ok bắt đầu. Ta gọi em cô gái trung du. Đấy, rất đẹp của nhà nhé, chàng trai rất đẹp, phong độ đẹp trai. Đấy. Dạ. Vâng vâng. Chàng trai sẽ đi qua từ cửa ra. Ok, bắt đầu. Nào, máy chạy. Đấy. Đấy, chàng trai rất khôi ngô. Được chưa, để cho bạn ấy ra. Tuyệt vời rồi. Các cụ này. Cô gái thì nợ chí phèo thì đang đợi cảnh đẹp nhất này. Nợ ơi yên tâm. À, nợ mà đẹp thế này cũng ai cũng muốn làm nợ đây. Đấy. À đây chụp lại không? Đeo khăn lúc quàng khăn đi, hôm nay chưa chụp bằng khăn đúng không? Có, còn khăn chụp rồi à? Vâng, nhưng mà nãy khăn chưa chuẩn. Đấy, bây giờ mới chuẩn này, phải mỏng, phải nhọn như thế. Bây giờ là nó mới đúng là gái Phú Thọ đấy. Đúng đây là chú nghe anh một bộ. Hai cô gái đứng. Ra ra con ạ. Con được mượn luôn. Rồi này. Không anh chủ về. Vâng vâng được được con vào luôn. Các mẹ cứ thoải mái đi. Rồi. Ờ nhưng mà bà làm khăn mỏ quả đẹp thật đấy. Vâng. Đây một cái đẹp luôn. Đây. Đằng nào 1 2 3 nào. 1, 2, 3 nè. Rồi. Bây giờ chụp cho A Páo với các bà một góc. Đây 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 đây. Đây đây. Đây đây em chụp cho, đi em chụp cho. Đây tầm này nhá. Đây. Em vào đi em chụp cho. Các bà đi em chụp cho. Mời các bà này chụp với A Páo. Tranh thủ. A Páo tranh thủ. Mấy nghìn người theo dõi thế là. Rồi con đứng ở giữa nhá. Vâng. Dạ. Tuyệt vời lắm. Con đứng ở con này anh cái. Dạ. Yêu mến cực kỳ. Con đứng ôm cả. Oh, okay. Cả này à? Ba luôn. Dạ. Là là con ngửa tay. Dạ. Dạ. Đấy. Anh đứng hẳn lên. Anh đứng hẳn lên. Đây đây. Tuyệt quá. Con đứng con ôm hai bên. Ôm hai bên à? Dạ. Rồi, quá đẹp. Có ai chụp riêng nữa không? Anh chụp. Nào, bà. Đứng cho Páo. Bà quý nhất, chụp bà quý nhất bà. Anh. Nào, tay, bắt tay cho. Con bắt tay vào đây. À, bà bảo phải ôm cơ. Phải bắt tay vào mấy bà nắm đây nè. Dạ, con. Con ôm em à. Đẹp quá, A Páo giống chú rể về Phú Thọ cưới vợ quá. Dạ. A Páo sáng tác bài về Phú Thọ cưới vợ. Rồi. Cô nào, gái vào đi, cô vào. Chụp đi vào mọi người. Vào chụp riêng. Vào luôn. Ừ. Ở đây.
Chị Thảo vào đi. Ta gọi em cô gái ít trung du. Rồi. Ôi, chụp máy nào đây? Chụp máy A Páo ạ? Máy A Páo đâu? Đâu, thế máy A Páo bên này không lấy. Đây. Ờ đúng rồi. Không không, mày đấy. Máy này phải A Páo. Đúng rồi, đấy, máy đấy. Em không nhớ mật khẩu. Căn thử. Nhờ anh chụp cho. Rồi, cứ vào đi. À đấy, em yêu chụp đi. Rồi cứ vào đi, A Páo chỉnh góc cho sao chụp, chỉ việc chụp thôi. Đấy. Đây, một hai ba nào, một hai ba nào, vào đi. Nào, một hai ba nào. Đây, cô gái nhá. Đây, 88 ạ. 88, dạ. Ui, đứng giữa hai cô gái, bà đúng đây. Bà thích xem. Rồi, đây. Suốt ngày xem. Bà tham quan nào. Yêu. Rồi, em đây. Bây giờ là chụp riêng với cô gái. Đây, cô gái Trung Du, đây. Đây, cô gái Trung Du. Chụp riêng hai người, này. Có bị cao quá không? Có bị A Páo có lùn hơn Thảo nhiều không? Được đấy, đẹp. Bị chúi máy phải sao ấy? Ông ngoại trẻ quá đấy. Ở trên đóng. Phải hôm mới biết cười à? Là không trẻ vào ngoài. Nhìn bên này, nhìn bên này. Có nhìn anh kệ em. Rất là thành niên. Rồi, cô gái mà. Còn ai? Chụp vừa thôi, về xóa không hết. À, ai chụp riêng với anh đi. Ai thích thì chụp, chẳng có cơ hội đâu. Các xin hỏi chị. Các bà sang đây tranh thủ đi nhỉ. Cho bà chụp với con một mẫu nhá. Đây, chụp riêng đấy. Bằng tuổi con trai của bà. Ồ, bằng tuổi, con chào mẹ. Đúng rồi, hai mẹ con mình chụp nhá. Thế còn chưa biết chụp luôn, từ nãy giờ không biết được kiểu nào không. Đấy, cứ sờ vào ở giữa là nó ra đó mẹ ơi. Mẹ chụp một máy thôi, sau một máy sẽ gửi cho nhiều máy. Rồi, mẹ tranh thủ ra làm với con được kiểu nha. Đấy. Đây cũng bằng con gái đấy. Cô nhá. Vâng, dạ. Dạ. Rồi, bố với con làm một kiểu. Thế mấy khi? Rồi, 1, 2, 3. Các mẹ làm một kiểu không mẹ ơi? Đây có máy chụp cho. Mẹ chụp riêng con không? Đã có. Đây, rồi. Đây. Lại không biết chụp rồi, chụp một máy thôi. Chụp một máy là được. Một, hai, ba, nào. Rồi. Mẹ ơi, có mẹ nào chụp với con nữa nào? Có tí nữa con chạy mất là. Ý, mẹ con tạo dáng. Đây. Mẹ cuối cùng đây. Mẹ ảnh của bà đâu đây? Để đâu đây? Đấy, không nhìn thấy à? Chụp đấy, mở ra đi. Máy của các mẹ hiện đại quá, tìm không thấy đâu. Thế mà vẫn biết vào Facebook ấy. Đấy, vẫn biết vào xem đấy. Nào anh xem để bà. Rồi chụp ánh mày anh cũng được, sau tí nữa chuyển sang. Rồi, con cảm ơn mẹ nhá, con cảm ơn các mẹ nhá. Ui, được bao nhiêu ảnh không mất tiền. Luôn đây. Ơi giời ơi, đi chân đất luôn. Đấy, bao nhiêu mận với quất với quýt. Em ơi quất đi. Đấy. Em ơi quất đi đây, toàn quất này. Đấy, thì nợ đây. Sẽ chụp cho thì nợ một kiểu này. Đấy. Chị bị nói rồi. Đừng nói nhá. Đấy, như thế là được rồi đấy. Nhẹ nhàng hơn một tí. Chị phèo bên này. Đi ra nó riêng tí. Rồi sẽ cảnh quay là em được em đứng lại đây đi. Chàng trai cô gái sẽ diễn ở đây. Ông trẻ đang pha chè ở trong. Quay phim đang ở nằm ở sau này đi lại với nhau này. Đấy, chàng trai cô gái này.
nhẹ nhàng đấy. Qua máy luôn, đấy, không nói. Qua máy luôn. Không nói gì nhá. Đấy, toát mồ hôi chưa? Ơi giờ. Bây giờ sẽ là cảnh các nghệ nhân ở quê hương dạy hát xoan đấy. Rồi vào luôn đấy. À vào đứng đâu đây? Đây. Rồi cả nhà nào. Đứng bên kia. À đứng bên đây, đứng đây. Đấy có bên TV1 là quay hình chụp hình luôn này. Không mất tiền này. 1 2 3 nào. Có lên 4 không anh? 1 2 3 4 nào. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Đẹp lắm ạ, đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Em cảm ơn anh. Đấy. Bây giờ chiều quay tiếp à? Hay sao? Quay xin kiểu áo vào. Đấy, 1 2 3 nào, yêu bên nào. 1 2 3 nào. Rồi, tuyệt vời. Báo bài này có phải là báo sáng tác không? Của chị Thảo. À, của chị Thảo. Đấy. Về tim đấy, chị đấy nhờ hát. Đấy, đây. Đã có hình với chị nha. Rồi, em đi chị nhá. Em chào anh Mạnh nhá. Đây các anh này. Em cũng quen mấy anh ở truyền hình đấy, anh Mạnh nhá. Em selfie với các anh một tí nào. Để em còn khoe với các anh truyền hình. Nếu một thay bạn nào. Rồi, em chào anh nhá. Rồi. Em chiều nữa anh ạ. Vẫn chưa xong. Đây là đền nhá cả nhà nhá. Bây giờ sẽ là về nghỉ ngơi để chiều qua tiếp. Đây, 3, 4 ô tô đây. Hậu trường đây. Ui giời. Mọi người đói hết bụng rồi. Rồi, bây giờ lên nhỉ. Rồi, đi ăn cơm thôi. Không ngồi vào đi, không bận gì đâu. Đẩy áo vào đi. Không sao mà.